Buffet được xây dựng với cái tâm của nhà sáng lập, muốn nơi đây trở thành điểm hẹn gặp gỡ lý tưởng dành cho những người anh em, bạn bè và gia đình. Grand Plaza Buffet được nghiên cứu để mang đến cho thực khách một hành trình đầy thú vị và độc đáo với những sắc màu ẩm thực của khắp các vùng miền trên thế giới. Dù không phải là nhà hàng buffet đầu tiên tại Hà Nội, song Grand Plaza Buffet lại được xem như mô hình nhà hàng buffet kiểu mẫu tại thành phố này bởi sự thỏa mãn nhu cầu thực khách về hai yếu tố, giá cả và chất lượng. Nhà hàng Grand Plaza Buffet còn là địa điểm vui chơi và tổ chức sinh nhật tuyệt vời với những tiết mục được dàn dựng hết sức công phu, cùng những món ăn được chế biến hoàn hảo. Thực đơn buffet lên đến 300 món ăn trong tuần, hội đủ tinh hoa văn hóa ẩm thực Á Âu. Quý khách sẽ có một chuyến tàu du lịch ẩm thực và thưởng thức trọn vẹn hương vị buffet của nhà hàng Grand Plaza. Các món được chế biến theo những bí quyết riêng, cộng với công thức đặc biệt, các gia vị hảo hạng, nước sốt thương hiệu riêng sẽ mang đến cho quý khách những trải nghiệm thực sự thú vị. Thực đơn thay đổi theo ngày. Mỗi ngày, quý khách sẽ được thưởng thức khoảng 100 món ăn của nhiều nền ẩm thực nổi tiếng trên thế giới. Với sự nổi tiếng của mình, cùng các món ăn thịnh hành tại nhiều quốc gia, nhưng ở Việt Nam, khi thưởng thức các món ăn Nhật Bản, thì Sushi Bar của Grand Plaza là địa điểm không thể thiếu trong sổ tay ẩm thực của bạn. Sở dĩ, Grand Plaza thuyết phục được thực khách, trước hết là nhờ vào nguồn thực phẩm tươi tuyển chọn chất lượng. Bếp trưởng của Grand Plaza cho biết, việc giữ được sự tươi mới của thực phẩm được coi là điều kiện tiên quyết của món sushi. Vì vậy, Grand Plaza hoàn toàn không sử dụng thực phẩm đông lạnh. Đối với các thực phẩm bắt buộc phải nhập khẩu, nhà hàng tuân thủ đúng theo quy định chọn lọc và bảo quản đạt tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Thưởng thức yakiniku tại Grand Plaza, khách hàng có thể sử dụng các loại thịt bò, cừu, dê, các loại gia cầm, thậm chí cả hải sản làm nguyên liệu chính. Tuy nhiên, rất ít thực khách bỏ qua món thịt bò. Đây được coi là đặc sản và thương hiệu của Grand Plaza, có nguồn gốc 100% từ Mỹ và Australia. Thịt bò của Grand Plaza không giống với các loại thịt bò Việt là có màu đỏ, nướng lên thường dai mà độc đáo từ màu sắc, kích thước, hương vị thơm ngon cho đến độ mềm ngọt khác biệt. Vẫn sử dụng bí quyết ướp gia vị làm từ tự nhiên yakiniku truyền thống, Grand Plaza có sự đặc biệt ở việc nướng thịt chỉ chấm với nước chấm hoa dashi, được làm từ rong biển và cá ngừ. Đây là loại nước sốt được thực khách ưa chuộng nhất khi nhắc tới yakiniku với vị ngọt, thanh, thơm và ngậy. Thêm vào đó, với công nghệ nướng không khói hiện đại của Nhật, khách hàng được trực tiếp thưởng thức thức ăn ngay tại quầy mà không còn bận tâm mùi thịt có thể vương mùi trên quần áo. Thiết kế mang đậm chất Nhật Bản cùng với không gian thiết kế ấm cúng, thực khách sẽ cảm nhận được không khí gia đình ngay tại bàn ăn. Grand Plaza là điểm đến cuối tuần thú vị dành cho tình thân hữu, gia đình, một không gian ẩm thực có 102 ở đất Hà Thành. Tọa lạc tại trung tâm thương mại Vincom Megamall Royal City, Grand Plaza thực sự gây choáng ngợp cho quý khách bởi quy mô hoành tráng, mặt bằng lên tới 1.000m2. Sức chứa tới 400 khách, không gian hoàng gia được decor sang trọng, quý phái của một khách sạn ẩm thực 5 sao. Phong cách phục vụ theo tinh thần Grand Plaza, chuyên nghiệp, nhiệt tình, khách hàng thực sự là những thượng đế.